Xin chào các bạn, hôm nay Amber xin hướng dẫn bón phân hữu cơ organic của Nhật Bản, Organic Well. Ban đầu thì chúng ta cần xới đất lên đó. Đất xung quanh gốc cây. Sau đó thì chúng ta cho phân xung quanh. Sau khi cho phân thì chúng ta sẽ lấp lại thôi. Đây là một cây kim ngân. Sau khi lá già thì chúng tôi đã cắt tỉa hết cành lá, nó chỉ để chừa khoảng 1 cm thôi. Thì sau đó chúng ta sẽ đưa ra ngoài ban công, tốt nhất là nên để ở góc ban công như thế này. Sau đó thì chúng ta bón phân organic xung quanh gốc, và nên nhớ là tháo vỏ bộ tưới tự động ra. Khi nào chúng ta cho nó lại vào trong nhà thì chúng ta lắp lại. Thì sau khi bón thì chúng ta nên tưới để phân ngấm. Với cái cây kim ngân mà để ngoài trời như thế này thì khoảng 2 ngày chúng ta tưới một lần. Lưu ý là nếu mà để đất như thế này mà khi chúng ta tưới thì là đất nó sẽ bắn ra ngoài ban công, nó sẽ dơ, nên chúng ta sẽ dùng đất sét nung để tải xung quanh gốc. Giải đất sét nung thì vừa thẩm mỹ vừa đẹp, và khi chúng ta tưới thì nước sẽ ngấm thẳng xuống trọng cây luôn mà không bắn ra ngoài. Sau khi giải phân phơ, chúng ta tưới, chúng ta sẽ thấy khác hẳn ngay, là nước sẽ ngấm thẳng luôn. Đây là cây kim ngân củ nhỏ, sau khi cắt hết cành thì chúng ta đặt ngoài ban công, bón phân bón gốc, và cây sẽ lên lá lại từ đầu như thế này. Với cái cây kim ngân củ này thì khoảng 3 đến 4 ngày thì mới tưới một lần. Tưới nhiều sẽ bị úng nha.